luôn có cảm giác sợ giao tiếp với người các em ạ, bởi vì Ken khá là antisocial, mà nó không phải kiểu antisocial mà mọi người nghĩ, tức là đơn giản là không get along với nhiều người được. À, không, cái từ tiếng Việt đấy là gì, nói chung là không dễ dàng hòa hợp với người khác, mà Ken không thể nào thoải mái được nếu mà ở trong môi trường có từ 3 người trở lên. Đấy, nói chung thì antisocial là chống xã hội á. Thế là những cái tư tưởng của Ken nó cũng rất phản xã hội, và nó chỉ là nó phản xã hội theo nghĩa không gây hại. Thế nên là nó cũng không phải là thứ gì tự hào để khoe đâu. Chỉ là kiểu khi mà nói về những cái trải nghiệm cá nhân ấy, thì cái vấn đề antisocial nó đã gây ảnh hưởng nhiều nhiều mặt lên một người mà kiểu có những công việc mà gần như là gắn với social. Đấy là dancer và kiểu làm về kiểu cái đấy gọi là gì, gần như là social, những cái việc mà thực ra rất là social ấy. Konnichiwa. Thực ra thì kể cả là những chỗ mà có nhiều người nhưng là người thân ấy, Ken vẫn panic attack. Nó không phải là việc em thoải mái với người lạ hay là không, à nhầm, em thoải mái với người thân và không thoải mái với người lạ, mà nó đối với Ken nó chỉ đơn giản là có nhiều người thì Ken không thể thoải mái được thôi. Đúng rồi đấy ạ. Sao con? Sao? Sao gì? Thế gãi đầu nhé. Hay à? Ken chưa bao giờ tự tin về ngoại hình của mình em ạ. Chưa bao giờ luôn. I am not a morning person, so usually I don't eat breakfast. But I like to have salad and some know, like I am a kind of person that could have hot pot at breakfast, so it depends on my mood and the weather and whatever, but I might have hot pot for the breakfast and banh mi for dinner, or I will have salad with bubble tea on lunch, so Ken chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật. À, skip book ạ, quên quên. Thế nó cũng, để xem nào, để cái tìm xem là có quyền nào mà cũ cũ hay vẽ không, bởi vì quyền bây giờ thì chỉ có 1-2 trang thôi. Tìm thứ xem nếu vâng thì nó còn à được rồi mà sẽ ăn mà. I found this and this. My old skateboard. Here.
Yeah, I found some old schedule. Okay. So I found four schedule. Yeah, so here it is. So this is my newest one, and I haven't do anything about it, but let's see. So it's been a long time since I touched my watercolor kit. So here is some Mona. Okay. Here's some old watercolor thing that I done. Okay, so yeah, and a lot of blank space. Then I have no, yeah, I found this. So pretty old piece that I done. Yeah. Ha. Lot of old stuff. Pretty. And yeah, a lot of blank space. Then I ow. Yeah. Đúng rồi, về outfit à? Yeah, cứ đấy hình như có outfit của I like that đó. So I try to learn painting in acrylic, but it's too hard, so I give up halfway. So I have just some stupid painting with okay, yeah. So I have another. Oh, yeah, I feel like that, này cái ơi. Woohoo! And another watercolor stuff. I have some. Some guitar chords and okay, some skate. Okay. Thực sự đấm cho giờ
I have some stupid anatomy learning, and drawing some manga that I have read. Thôi ngay. Just some stupid old stuff, and yeah, some stupid old stuff. Đâu ạ? Let me fall somewhere. The most stuff that I just please stop. Yeah, my uniform collection. I really love this. So did the color code of the original imagine of this. This I'm a fan of uniform okay. The old one is really cool and some design that I love. Yes, and this. Yeah, so cool. And so I have some shit about this. And this, and some hand drawing, and this just. Some stupid dry. And I have Loki. Ha. The other one, so this is B and H in LinkedIn and me. And some tattoo idea, but haven't finished it. Okay. Hey. RM. Yeah, it is my RM phone app, and I haven't finished the whole page. But
Yay, sao em? He And here I have positive this is the like behind the scene of this the draw the blood sweat and tear member pick. So this is B. Yeah, cool. Excellent. So this is me in this age. Really, really. And keep on. Ha ha ha. I'm on a good mood, so. This me feeling useless, feeling worthless about the patient one it. And this me and her stupid pose. Yeah, I really like this. And then I have some cat drawing. Yeah, this is me and this one of my cat with his habit. Yeah, this Lingzhen fan art. Ha 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 ha. Yeah, cancel on me. And some old posts. Some stupid drawing like this. With a pencil color. Some pencil color. Ha 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 ha. So that the end of this sketch book. And we have another with nothing on it. Ha ha ha. And B tell me that did really look like me. Yeah, I think of it. So it Harper Eagle and his face it I think that is the animal version of me. Harper Eagle. So in the sign one really look so cool, so handsome or whatever, blah blah blah, blah. But when you look at the the full face is really stupid, and this is me. Yeah, me really stupid. Hey. And some sketch I'm do when I'm boring. Yeah, some cool piercing, huh? Cool piercing. Okay. Some
some watercolor I do with my sis. And when we really miss the hard part, we don't have any money, so we draw a food table, a hot pot, like this carpet, the what is this? Sauces. And what is this? Chicken. And some mushroom, octopus. I really don't know what we draw, but when we are too hungry but we don't have any money. And some old stuff I did with watercolor and ink. We in the end of the sketchbook showcase. Yeah. Em dùng màu nước thì em dùng một cái bộ màu mà một bạn ấy chọn những cái màu mà gọi là đẹp nhất của một vài set màu như kiểu Winsor, Newton and cái gì nữa nhỉ? Hopin, các thứ Van Gogh thì nó là một cái set màu mini dành cho cái hội mà không có đủ tiền để mua một set full. Chính là cái này. Để Ken tìm thử xem là đã bắt đầu nè. Nhỉ? Ở đây. Please excuse for my mess up table. This me, mine. We have this color. Yay. Wow, wow, wow. By the way, about it. Đồ ăn cho xám nè. Có phải đun lại canh không nhỉ?
to put this.
nói chủ đề đi. Nói chủ đề gì nào? Cái tầm này tập thể dục gì nữa? Nào, ông có câu hỏi gì nào? Tổng đài lại tư vấn thắc mắc giải đáp tình cảm đây. Sao giống kiểu mấy chị bán hàng online nhỉ? Năm nay có casting đấy, sẽ có ao nhá. Lên cận 5 độ. Ăn rau chứ. Mọi người ơi, tôi không bán được đâu. Thực ra cái nghĩ là cứ một nhóm nhảy nào thì họ đều có muốn có một cái sân khấu của riêng mình ấy. Không có gì kiểu quá là mới mẻ để mà kiểu phải là nghĩ đến ấy, mà giống như là ước mơ thôi. Hót về là sao ạ? Yêu à? Mình có tiền mới yêu em. Có thể Kenzen nghĩ nên việc đề xuất là hôm đấy sẽ livestream full showcase để những bạn mà không đến được sẽ đến là có thể xem được. Đấy là Kenzen nghĩ thế thôi, còn không biết là có làm được hay không. Ok. Ok. No, I'm tired now. Sao lại xua về hả chị? Trái xua được không? Có em bảo kê rồi. Được rồi, em bảo kê tất cả mọi người. Chắc không làm cả con sai đâu. Cũng lo ấy, khi kiểu cũng không quản được. Nhưng không biết là có báo sớm hay không nữa. Cái đây thì không phụ thuộc vào em chị ạ. Nhưng mà chắc là cái thời gian báo nó cũng sẽ vừa kịp để mọi người chuẩn bị thôi. Chứ cũng không có chuyện là báo ngày hôm nay xong ngày hôm sau diễn được. Thế thì lại giỏi quá. Nah, I'm not good at singing, so I don't want to sing any songs. Đúng. Chào Lê. Bỏ lỡ lâu lắm rồi. Hôm nay Ken Ham có tới không đâu. Mà wow.
Thế là hồi nhỉ. Con vừa đi đâu về đây? Thôi chứ. Đùa.
ơi, không được, không. Bố đừng mở cửa nó ra này. Bố đừng mở cửa nó ra ấy. Không.